Bằng Kiều thở phào nhẹ nhõm sau một tháng bị Nhị Oan cướp công Huy Nga cứu giúp Kim Ngân. Sau một tháng bị hiểu lầm đã cướp công Huy Nga trong việc giúp đỡ Kim Ngân, vợ cũ Bằng Kiều giờ đây đã giải tỏa tinh thần khi nhiều người hiểu ra mọi chuyện. Sau lùm xùm loay quanh nữ ca sĩ Kim Ngân bị danh hài Huy Nga, ca sĩ Gigi Phương Trinh, vợ cũ Bằng Kiều đã xuất hiện trên kênh YouTube của bản thân Cám Hơ sau một thời gian tạm ngưng các hoạt động trên YouTube. Cách đây hơn một tháng, nữ ca sĩ Gigi Phương Trinh đã bày tỏ ý muốn giúp kết nối để con gái Kim Ngân gặp lại mẹ. Tuy nhiên, lòng tốt của vợ cũ Bằng Kiều lại bị nhiều người hiểu nhầm và đối diện với sự chỉ trích vì không ít người cho rằng cô đang muốn giành công của Huy Nga. Quá bức xúc vì bị nghi oan, Gigi Phương Trinh xin rút khỏi YouTube. Chỉ sau đó một vài tuần, Huy Nga đã vướng phải những lùm xùm, thậm chí là kiện tụng xung quanh câu chuyện giúp đỡ Kim Ngân. Ở thời điểm này, Gigi Phương Trinh không còn bị gọi tên trong lùm xùm liên quan đến Huy Nga và Kim Ngân. Chính vì vậy mà nữ ca sĩ đã có những tâm sự trên kênh YouTube của bản thân. Cảm ơn tâm sự rằng cô đã thoải mái khi mình được giải oan. Đến giờ, những khúc mắc ngày xưa tôi bị oan đã được giải tỏa phần nào. Những gì tôi nói hồi trước, bây giờ mọi người đều biết là sự thật hết. Tôi không hề nói điêu một điều gì. Mọi người đều thấy và biết hết nên tôi cảm thấy thoải mái khi trở lại. Hồi xưa người ta không hiểu tôi, nói tôi thế này thế nọ. Tôi cũng không cần lên tiếng hành minh. Tôi nghĩ không cần phải nói nhiều, tự thời gian sẽ trả lời. Từ xưa tới giờ tôi vẫn như vậy, không cần hành minh hay nghe gì. Vợ cũ Bằng Kiều cũng một lần nữa khẳng định chính cô là người liên lạc trực tiếp với con gái của Kim Ngân, nhưng lại hiểu lầm và cho rằng cô đang bên xấu, thành công. Gigi Phương Trinh cũng bác bỏ những ý kiến cho rằng cô và các nghệ sĩ khác bỏ rơi Kim Ngân vì cho biết đó thật ra là mong muốn của đàn chị. Bên cạnh đó, Gigi Phương Trinh cũng chia sẻ rằng một số người đã nhắn tin xin lỗi cô vì những hiểu lầm liên quan đến lùm xùm này. Nữ ca sĩ tâm sự, chuyện đã qua rồi tôi không muốn nhắc lại nhưng tôi vẫn phải nói. Hồi xưa tôi nói về chị Kim Ngân vì không ai rành gia đình chị ấy như tôi. Chính tôi là người liên lạc trực tiếp với con gái chị ấy. Nhưng mọi người không hiểu, nói tôi bèo xấu. Thành công, tôi chỉ nói những sự thật không ai biết. Nhưng mọi người khi ấy vì hình tượng chị Kim Ngân quá nên cứ nghĩ chúng tôi ở đây bỏ rơi chị ấy. Mọi người không hề hiểu rằng bản thân chị Kim Ngân muốn như vậy chứ chẳng ai bỏ rơi. Bây giờ mọi người đã hiểu rồi nên tôi trở lại, không còn khúc mắc nào trong lòng nữa. Ai muốn hiểu thì sẽ hiểu, còn ai không hiểu thì tôi mặc kệ.